Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ nói chi tiết về bộ kỹ năng của môn phái đường môn đã được chỉnh sửa như thế nào. Thì hôm qua mình có làm một video nói về những cái chiêu thức chủ động của môn phái đường môn. Và do mình chơi bằng chế độ cao thủ nên là cái chiêu bảo vũ lê qua chúng ta vẫn có thể chơi bình thường nếu mà không có người nha anh em ơi. Rồi nếu mà anh em chơi ở dạng chuẩn, dạng bình thường thì anh em sẽ không có chơi được bảo vũ leo hoa khi mà không có mục tiêu đứng gần. Đó, bảo vũ leo hoa với lại cụ cung phi tinh anh em thấy không? Đó, tại vì là mình không có chơi theo cái chế độ cầu thủ nên là nó sẽ không có chơi được cái chiêu bảo vũ leo hoa khi mà không có những mục tiêu đứng gần. Rồi còn cái chiêu đặt bom thì nó sẽ đặt bom tầm xa nha anh em ơi. Mình đang chơi theo chế độ bình thường, chế độ chuẩn bình thường, không có chơi theo cái chế độ cầu thủ. À, anh em cũng có thể nhìn thấy. Rồi, có một cái thay đổi rất là lớn ở trong cái bộ kỹ năng của đường môn mà hôm qua giờ mình có nghiên cứu, mình xem, mình so sánh từ cái phiên bản hiện tại ở bên Việt Nam với cái phiên bản của bên Trung Quốc. Mình xem từng chiêu một luôn. Rồi mình dịch ra từ Google thì hiểu được nhiều mình hiểu, còn mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Rồi, cái chiêu mê tung ảnh như anh em cũng có thể nhìn thấy trên màn hình. Ở trong cái bộ kỹ năng hiện tại của chúng ta thì nó chỉ có tăng cho chúng ta mỗi khi mình lên cấp. Nếu mà chúng ta tăng cái chiêu này thì nó giảm thời gian hồi chiêu của chiêu này thôi. Bây giờ nó có thêm những cái chỉ số 60% với 108. Đó, cái này nghĩa là sao? Cái này nghĩa là khi mà chúng ta chơi chiêu củ cung phi tinh, bảo vũ lê hoa hay là cái chiêu truyền thương thích thì nó sẽ có 8 cái phi tiêu chậm lại. Đó, nó sẽ gây ra 60% tấn công cơ bản và 108 sát thương hệ mộc. Đó, anh em chú ý nha, cái chiêu này có thể ở Việt Nam hồi trước mình không có tăng mát. Tại vì chúng ta không có đủ điểm, chúng ta tăng càng cao thì nó chỉ giảm cái thời gian hồi chiêu thôi. Nhưng mà bây giờ cái chiêu này nó lại hỗ trợ cho ba chiêu chủ động còn lại, đó chính là bảo vũ, đặt bom với lại cụ cung phi tinh. Đó, chúng ta phải tăng mát cái chiêu này để có lượng đam nhiều hơn. Rồi, thêm một cái khác biệt ở cái bản hiện tại Việt Nam với lại cái bản hiện tại của Trung Quốc thì cái bí kíp cao của bảo vũ liên hoa nó lại tăng cho chúng ta 100% tấn công cơ bản khi chúng ta chơi cái chiêu bảo vũ liên hoa, thay vì hồi trước nó chỉ là 90% thôi. Rồi, thêm một cái rất là quan trọng nữa, sau khi mà mình up cái video và chỉnh sửa môn phái đường môn thì có một người anh em đã comment và cho mình thêm một số thông tin rất là hay. Đó chính là anh Tử Vương. Cảm ơn Tử Vương đã chia sẻ cái thông tin này nha. Thì cái anh này có tìm hiểu về cái bộ kỹ năng của môn phái đường môn ở bên phiên bản Trung Quốc. Và anh ta đã có chia sẻ là bảo vũ sẽ bỏ ra những cái phi tiêu bay ra. Rồi bảo vũ, chuyện thân thích với lại cụ cung sẽ có 8 cái phi tiêu thu vào. Đó gọi là hàm xa xạ ảnh. Rồi đó là hỗ trợ bị động của cái chiêu mê tung ảnh á. Rồi cái chiêu đặt bẫy thì cách 1,5 giây nó mới kích nổ, thì địch có thể né được cái chiêu này. Rồi những cái phi tiêu này là hàm xa xạ ảnh, nó lại ảnh hưởng đến cái bí kíp tuyệt thế của bảo vũ. Cấp 1 là hàm xa xạ ảnh, khi bắn trúng địch sẽ có 1% tỷ lệ giảm 4 giây bảo vũ liêu hoa. Vậy nếu mà nó lên cao nữa chắc nó có khả năng giúp cho bảo vũ liêu hoa nó hồi lại rất là nhiều luôn anh em ơi. Vì thế đó chính là làm cho môn phái đường môn có khả năng dồn năm tiếp tục nữa. Rồi thì trước mắt đường môn được chỉnh sửa chi tiết chỉ có nhiêu đó thôi anh em ơi. Rồi nếu mà có sai sót hay là những ý kiến đóng góp gì nữa, anh em nhớ comment phía dưới nha anh em ơi, để cho mình biết, mình bổ sung lên cho những anh em fan đường môn có thể cập nhật tình trạng hiện tại của môn phái yêu thích của họ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nô kia chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Những video nói về những chỉnh sửa của các môn phái khác, nếu mà những môn phái nào chỉnh sửa ít mình sẽ gom lại nhiều môn phái để nói một lượt luôn. Còn những môn phái nào chỉnh sửa nhiều mình sẽ làm riêng một video giống như video của đường môn nha anh em ơi. Rồi ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.